Chú tê giác trắng thứ hai được sinh ra kể từ năm 2019 tại vườn thú Cuba. Vườn thú quốc gia của Cuba đã giới thiệu vào hôm thứ Sáu, con tê giác trắng thứ hai đã được sinh ra kể từ năm 2019. Alan, con tê giác trắng được sinh ra vào ngày 9 tháng 6 mà không có sự hỗ trợ của các bác sĩ thú y. Nhiều người đã vô cùng sửng sốt khi biết về sự ra đời của nó khi đang đi tham quan trên thảo nguyên châu Phi tại vườn thú. Mẹ của nó là Catherine, trước đó đã sinh ra một con tê giác cái tên là Mel vào năm 2019. Trước sự kiện này, các chuyên gia của vườn thú đã đặt ra mục tiêu là đảm bảo tê giác trắng tiếp tục được sinh ra thành công với hy vọng tái tạo loài có nguy cơ tuyệt chủng. Được biết, tê giác trắng là một trong những loài động vật có vú lớn nhất và nặng nhất ở châu Phi. Nó có thể nặng tới 3 tấn và dài 3 mét. Tê giác có xu hướng sống thành bầy đàn từ 1 đến 7 con. Mặc dù chúng là những động vật to lớn, trên mõm của chúng có hai sừng với cấu tạo từ các sợi keratin. Hiện tại, sở thú có số lượng tê giác trắng lớn thứ hai trên thế giới là ở Mỹ Latin. Theo các chuyên gia, trong số đó có 3 con đực và 5 con cái đang được chăm sóc và phát triển.